Ngày 19 tháng 7 tại Tây Ninh, các văn phòng liên lạc qua biên giới BLO Mộc Bài, Samad tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và văn phòng BLO Bà Vệ tỉnh Sperin, văn phòng BLO Trabem tỉnh Tô Bông Khơ thuộc Dương quốc Campuchia, phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết biên bản phối hợp về phòng chống ma túy và tội phạm. Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, chỉnh văn phòng BLO tỉnh Tây Ninh, chủ trì hội nghị. Phía Dương quốc Campuchia có ngài Tos Boliva Phó tỉnh trưởng tỉnh Sperin, chánh văn phòng BLO Ba Vẹt và ngài Nip Lundi, phó tỉnh trưởng tỉnh Tây Bông Khơm Mâm, chánh văn phòng BLO Tra Bang Phà cùng đại biểu của các văn phòng BLO tỉnh Tây Ninh, Sve Riêng, Tây Bông Mâm. Biên bản phối hợp phòng chống ma túy và tội phạm giữa văn phòng BLO Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh với BLO Ba Vẹt, tỉnh Sve Riêng, BLO Samat, tỉnh Tây Ninh với BLO Tra Bang Phà tỉnh Tây Bông Khơm Mâm, thuộc Dương quốc Campuchia được ký kết vào ngày 14 tháng 3 năm 2023 sau khi triển khai biên bản phối hợp, các lực lượng chức năng và các huyện biên giới đã chủ động trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện và bắt giữ tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới. Thông qua hội nghị, Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh gửi lời cảm ơn đến các lực lượng hiến binh, cảnh sát các tỉnh Sverin, Tô Bông Khơ Mâm đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh, đồng thời mong muốn văn phòng BLO tiếp tục triển khai biên bản phối hợp đến các đơn vị thành viên có liên quan để thực hiện thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình tội phạm ma túy và tội phạm qua biên giới để kịp thời phối hợp phòng ngừa đấu tranh bắt giữ tội phạm tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân khu vực biên giới không để các đối tượng lợi dụng lôi kéo hoạt động phạm tội